hôm nay thần nông tôi đang bay ở trên trời, đang bay là đà ở trển, thì bỗng nhiên nhìn xuống đây thấy mưa trời mưa tầm tã. Tự nhiên giận ai? Giận bà thần thời tiết. Hôm nay là ngày quay chương trình Đường Đua Bồ Lúa mà ở đâu? Ở tại thành phố mộng mơ, một thành phố đẹp như thế này mà nghĩ sao không ban nắng mà ban mưa như thế này. Giận ơi là giận, đáng lẽ là bỏ đi luôn đó, không có xuống đâu. Nhưng mà thấy tình cảm của bà con, thấy tất cả mọi người đang tập trung ở đây, người thì che dù, người thì mặc áo mưa, với một cái tình cảm như thế này thì làm sao mà đi được, đi cho đành lòng đã được, phải không bà con? Kính thưa quý vị, chương trình Đường Đua Bồ Lúa được phát sóng vào lúc 19:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1. Chương trình Đường Đua Bồ Lúa do công ty truyền thông Xfinity phối hợp với đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp thực hiện với sự tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con nhớ cổ vũ và đón xem nhé bà con. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để gặp gỡ hai vị thần, thời tiết và thần dịch hại. Chào. Dạ, thần ăn hại chào bà con. Ủa, thần dịch hại chào bà con. Chào ông thần nông. Mừng quá, chào ông thần dịch vật. Thần dịch hại. Dịch biết sao ông đang giận trong người. Đang giận nghe, đang giận nghe, đừng chọc nghe chưa. Hèn chi thấy mặt đen thui. Ủa, anh đỏ chét. Giận một người. Giận người ấy là ai ông biết không? Người ấy là người hay đi chung với ông đó. Bạn gái ông đó. Trời, bạn à. Đừng nói bạn gái, người mắt con người vợ tôi bắt ghen. Phải không? Bạn vợ tôi bắt ghen. Hôm nay ông biết rồi đúng không? Ờ. Hôm nay ông biết lý do vì sao mà cái sân này nó trơn trợt và nước nhẹp không? Biết. Do ai ghi ra? Tại vì nước nhiều quá, tao không biết để đâu, tao đổ đây. Không phải, bậy bạ. Vậy người sao dân Đà Lạt người ta rất là văn minh. Người ta không có đổ nước ở đây đường gì đâu. Quên. Là do bà thần thời tiết. Mình chạy xảy nó đi. Ủa bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Đó, bình thường là đi chung với ông. Ông hỏi tôi là sao? Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi nhớ không biết sao không? Tại vì là tôi dẫn cái đội của tôi là đội Tân Phú Đồng Nai. Còn bà dẫn cái đội Tánh Linh Bình Thuận. Thành ra tôi với bà mỗi người một ngã. Thấy không? À, chắc là bà đi voi. Đúng rồi đó. Tánh Linh có voi. Đúng rồi, bà đi voi. Bà đi voi cho nên là nó đi chậm. Ông nhiều khi nó vượt đèn đỏ bị công an bắt rồi. Trời ơi, ông bắt con voi thôi chứ đâu bắt bà chị. Thì bắt bà luôn. Ủa bà cởi voi. Điều khiển voi mà. Quên, bây giờ sao đây? Ủa nhưng mà nè, cái đội của ông là đây rồi. Nè, hai ông đừng có ở đó mà nói xấu tôi như vậy. Quá, đang giận hờn kìa. Hay quá. Cái gì giận hờn? Giận hờn nè. Tại sao vậy hả? Sao? Biết là ở Đà Lạt này nè là ta cần là nắng vàng với cái mảng xanh phối hợp với nhau rất là đẹp, rất là nên phong. Nhìn đi, bây giờ trời nắng lên rồi đó, có cơn mưa nào đâu, tôi xuất hiện là không bao giờ có mưa nữa. À, vậy đó hả? Ê, tôi kể cho nghe. Trời ơi. Sao đi đâu? Tôi đi, trời ơi. Đi đâu? Phong cảnh trời quá đẹp. Tôi leo núi, tôi đi núi Tánh Linh. Xong rồi cái tôi xuống gọi là núi Ông Thác Bà. Xong cái tôi tràn xuống biển Lạc luôn. Tánh Linh luôn. Cái gì bà gì bà lên núi rồi bà xuống biển luôn hả? Trời cha, sao bà giống sư tinh thi tinh quá vậy? Trời ơi, ông biết không, tôi nói cho ông nghe. Bình Thuận là một cái huyện mà núi non chập trùng ha. Ở sơn thủy hữu tình hòa quyện lại với nhau. Tôi nói đi quên luôn cái giờ ghi hình. Trời ơi quá. Nãy giờ bà kể mà tôi tưởng bà đi tour không á. Nó nghe nè, rồi nghe nói là dẫn một cái đội thi xuống đây. Đội thi xuống. Đúng rồi. Ở Tánh Linh với đâu nữa? Tánh Linh còn ông này. Tân Phú. Tôi là tôi cũng đi tham quan, tôi coi thú dữ, rồi coi thú quý hiếm, bảo vệ coi như nguyên cái đàn thú ở rừng Cát Tiên còn nguyên. Thú là con gì? Thú là con gì chồng? Thú à? Thú là có con ngựa, voi, heo, bò, con chó, mèo, chuột, gián. Ủa chính cha, sao mấy con gì nó quen nó ở gần nhà không vậy? Trời ơi, không quên. Trong rừng nó phải có con gì là lạ. Con cọp. Đó là con hà mã. Ê, có cọp không? Có cọp không? Có. Còn cọp luôn? Có chứ. Tôi đi ngang tôi còn quát nhưng mà cái tôi đi luôn. Trời ơi, đúng rồi. Tôi ở lại là nguy hiểm. Rồi, ai đội chơi xuống này đủ rồi nha. Bình thường đó là chương trình Đường Đua Bồ Lúa đi đến địa phương nào thì là sẽ là các đội chơi của địa phương đó. Nhưng mà đặc biệt cái số này nha, là chương trình Đường Đua Bồ Lúa là tổ chức ở Đà Lạt. Nhưng mà hai đội tham gia lại là một đội ở Đồng Nai và một đội ở Bình Thuận. Hay không? Hay. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ có một cuộc tử chiến. Trời ơi, vậy có. Chính vì tôi nói bởi cái kiểu ông giới thiệu. Tôi đã cho mưa trước rồi, cho nó dịu xuống rồi. Chúng ta thi đấu với tinh thần là giao hảo với nhau thôi. Làm gì mà tử chiến. Phải chút nữa có thể sẽ có diễn ra cái cảnh là răng rớt.
Đừng bỏ phu. Là bởi vì tại bà đó. Trời ơi, bà mưa xuống người ta trợt té nè. Không nói nữa, tôi cho mưa nữa bây giờ. Thôi được rồi, thôi được rồi. Rồi bây giờ mời hai vị hãy về an toàn. Và kính thưa quý vị, bây giờ Thần Đông xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với hai đội chơi đến từ Bình Thuận và Đồng Nai. Bây giờ trên sân khấu đã xuất hiện hai đội chơi, một đội áo màu đỏ và một đội là áo màu xanh. Thần Đông tôi xin được hỏi từng đội một nha. Và mời đội màu xanh chúng ta hãy giới thiệu về các thành viên của mình. Hello, kính thưa bà con đã đến tham quan với cái chương trình đường đua bầu lúa. Đội chơi của tôi là trường tôi là Trần Nhú, kế bên tôi là Trần Dẻo, kế bên đó là Lê Phương. Rồi, vậy thì ngày hôm nay anh đến với chương trình đường đua bầu lúa thì đội màu xanh chúng ta có một cái tiết mục hay có một cái chương trình gì để mà giới thiệu ra mắt đội của mình hay không ạ? Có, xe chắc thấm đưa đội ta về sứ mộng. Anh em ta chào tất cả ba thần. U ế lắm để ba thần dễ dãi. Rồi, chúng ta chuẩn bị ra sân. Yêu ruộng lúa, yêu vườn, yêu luôn tiền bạc. Em cảm ơn các thần và cảm ơn thành công mãi mãi. Nhà nông cùng với phú nông gặp lại các thần vui say một bữa. Bài thơ hay quá anh ơi, nghe rồi không biết đoán ra tên gì. Thôi giờ anh đoán luôn đi, đội anh tên gì? Tên là Sầu Riêng. Đội Sầu Riêng có màn chào đầu bốc lửa quá. Không biết đội màu đỏ chúng ta trước khi mà giới thiệu tên đội mình hãy giới thiệu về tên các thành viên ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi tên Nguyễn Văn Định, đội trưởng. Kế bên tôi là Nguyễn Đình Quang, thành viên. Và kế bên nữa là Bùi Hề, thành viên. Không biết là đội mình có tiết mục gì để mà chào sân không ạ? Tôi hát bài ca gửi về cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương tôi có gì đẹp hơn lẽ, sông lúa hẹn hò từ mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Từ bàn tay chúng kéo chung đồ lưng. Thôi. Vậy bây giờ hỏi nè, đội của chúng ta tên là gì? Đội chúng tôi tên là Ba Lúa. Và kính thưa quý vị, như vậy là trên sân khấu hiện giờ hai đội đã có tên rồi. Bên đây là đội Sầu Riêng và bên đây là đội Ba Lúa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Fan Max, sự lựa chọn mới trong phòng trừ sâu cuốn lá. Tác động cộng hưởng tối ưu của hai hoạt chất thế hệ mới là Chlorpheniramine và Spironiclofen. Fan Max diệt sâu nhanh, hiệu lực kéo dài, kể cả sâu nằm trong cuốn lá. Fan Max đặc trị sâu lá, không gây bộc phát về sau. Fan Max diệt sâu tức khắc. Phú Nông mang đến sự khác biệt. Chào mừng bà con đang đến với vòng thi đầu tiên, vòng gieo trồng. Thế lệ vòng gieo trồng. Trong vòng 2 phút, từng thành viên lần lượt đẩy xe bò đến thần thời tiết và thần dịch hại để nhận câu hỏi và trả lời. Trả lời đúng, đẩy xe bò đến thần nông, nhận một hạt lúa. Trả lời sai, thành viên đó quay lại vị trí xuất phát và chuyển xe bò cho thành viên tiếp theo. Bây giờ, thần nông tôi sẽ đố nha. Đố hai đội trưởng. Thần nông tôi ở ngoài đời bao nhiêu tuổi? A 20, B 30, C 40. Rồi, bây giờ hai người, ai đáp giơ tay lên. Bao nhiêu tuổi? 40. Vâng, thần nông tôi ở dưới trần là 40 tuổi, chính xác. Như vậy, đội Sầu Riêng sẽ được quyền lựa chọn là thi trước hoặc là thi sau. Mời anh. Sầu Riêng hay thi sau đi. Sầu Riêng thi sau. Như vậy, đội Ba Lúa sẽ là đội đầu tiên. Đầu tiên sẽ thi. Bây giờ mời đội Ba Lúa vào trong chuẩn bị. 2 phút dành cho đội Ba Lúa bắt đầu. Xì tốp. Hello anh. Hello. Buổi sáng tốt lành. Anh khỏe không? Khỏe. Lẹ lên. Anh dạ. Cây cà phê có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất là trên đất nào? A. Đất Ba Giang, B. Đất Mùng và C. Đất Phèn.
À, Ba Giang. Đi đi. Chính xác rồi. Chính xác. Chạy nhanh thì cứ chừng té. Một hạt lúa thôi. Trời ơi, sao đụng vô bộ lúa của tôi vậy? Chào bạn, bạn khỏe hả? Khỏe. Ừ. Nghe câu hỏi. Trong bài hát Con cò bé bé, con cò đậu canh gì? Canh, chính xác. Trời ơi, trả lời. Coi chừng đụng vô bộ lúa nha. Coi chừng đụng vô bộ lúa. Ủa, cái gì ngộ vậy? Bà đang đánh dần, bà đang đánh dần. Khi sầu riêng trong giai đoạn sổ nhụy là cái gì? Là ra sổ nhụy là ra nhụy đó. Biết rồi, trong giai đoạn sổ nhụy mà có đọt non ra nhiều thì dẫn đến hiện tượng gì? Bệnh vi khuẩn. Sai rồi, về chỗ. Về chỗ, về chỗ. Cha đổi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Là tới sâu khoan thường gặp ở bắp cải, khoai tây, cây cà thuộc loại sâu nào? Sâu ăn tạp. Chính xác, giọt lẹ, lẹ liền. Sắp hết giờ rồi, trẻ lên. Trời ơi, cái tiếng chuông. Rồi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần thi của đội sầu riêng. 2 phút dành cho đội sầu riêng, bắt đầu. Hello anh khỏe không? Khỏe. Nhìn vào anh là biết khỏe rồi. Thôi đi. Yêu, im đi, để tôi nói. Yêu cầu chung của cây cà phê đối với đất trồng là phải có: A. Độ tơi xốp cao. B. Tầng đất mặt dày có độ thoát nước tốt. C. Cả hai y trên. C. Cả hai y trên. Đi đi anh ơi. Một hạt lúa này. Bình tĩnh, nghe câu hỏi đơn giản lắm. Trong bài Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc của bà trắng như gì? Mây. Dạ, dạ. Dễ quá vậy trời. Đây một cây, một hạt lúa đẻ lên. Xin lỗi anh nha, đây là chúng tủ của anh rồi. Sau khi thu hoạch sầu riêng, bón phân và tỉa cành, công việc nào được thực hiện trước? Tỉa cành. Chính xác. Chính xác, hay quá. Rồi. Đi, người ta hết thời gian. Sâu xám phá hoại hoa màu, rau củ thường có bướm màu nâu tối hoặc xám tro, là đúng hay sai? Đúng. Co giỏ. Trời ơi. Thôi mệt quá, tôi cầm tôi chạy luôn nè. Lẹ lên. Kính thưa quý vị, như vậy là sau khi trải qua 2 phút thì đội ba lúa đã mang về cho đội mình số lúa là 3 hạt lúa. Và đội sầu riêng đã mang về cho đội mình tổng cộng là 4 hạt lúa. Tuy nhiên, đây chỉ là phần thi khởi động mà thôi. Cuộc đua còn rất dài. À, đây chỉ là tỷ số đơn giản, trên nhau có 1 điểm mà. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng bước vào vòng 2 của chương trình Đường đua bồ lúa. Chào mừng bà con đã đến với vòng 2, vòng chăm bón. Vòng 2 dán đứng nông gia trong 2 phút 30 giây với sự giúp đỡ từ thần hỗ trợ, các thành viên trong đội phải thể hiện đúng dáng và đạo cụ từ bức tranh minh họa đời sống nhà nông. Kết thúc vòng thi, đội nào tạo nhiều bức tranh đạt chuẩn hơn sẽ nhận 5 hạt lúa, đội còn lại nhận 2 hạt lúa. Hồi nãy đội ba lúa tạm thời thua, cho nên là đội ba lúa sẽ được quyền chọn trước. Không biết là ba anh chúng ta chọn thần nào để hỗ trợ cho đội mình? Chọn thần thời tiết. Chúc mừng bạn. Chúc mừng chị thần thời tiết. Chị đã được đội ba lúa chọn mặt gửi vàng để làm thần hỗ trợ. Như vậy thần dịch hại sẽ là vị thần hỗ trợ cho đội sầu riêng. Và bây giờ, hồi nãy là đội sầu riêng thi sau đúng không? Cho nên là đội sầu riêng sẽ được ưu tiên ở vòng thi này, thi đầu tiên. Và bây giờ 2 phút 30 giây dành cho đội sầu riêng, bắt đầu. Đấy, chạy vỗ tay bà con ơi. Lẹ lên, rồi lựa đi, cái gì dễ dễ nha. Chứ tôi đừng khó quá, tôi mua uống em. Ơ, đi lên đó, rồi dễ dễ nha, đừng khó quá. À, cái này là người nông dân là ưa thu hoạch đó, thu hoạch. Cái gì mà nó có hình mặt trăng đó? Cái lửa liềm. Rồi lấy. Rồi.
đúng rồi. Rồi à, cái này là mình cũng thu hoạch cái quả, cái quả nó hơi cam nhọn nhọn, củ cà rốt. Rồi rồi, đưa đi. Rồi đúng rồi, rồi phải chưa? Rồi chính xác. Rồi tiếp tục chạy. Diễn tả chứ không ồn ào. Chóng mắt lên tôi coi. Tôi coi. Gánh lúa. Không phải. Trời ơi, cái gì mà ở trong bao á, Cái bao lúa. Đây. Rồi chạy lên. Chạy. Sắp bây giờ rồi. Lẹ lên. Dễ thôi. Cái nào dễ ông thôi. Không có biết dễ thôi. Lẹ lên. Gì ông cũng không biết. Hết giờ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với 2 phút 30 giây dành cho đội ba lúa. Bắt đầu. Trời ơi. Cái gì? Hết sầu riêng. Đúng rồi đó, cái đó đúng, nhưng mà không phải là ăn. Ăn sầu riêng. Mình thương nhau mình làm gì? Thương nhau này. Các quý vị, như vậy là sau khi trải qua 2 phút 30 giây thì đội sầu riêng đã tạo được 3 dáng đứng và đội ba lúa tạo được 4 dáng đứng. Như vậy chúc mừng đội ba lúa đã nhỉnh hơn đội sầu riêng 1 dáng đứng. Tức có nghĩa là đội sầu riêng sẽ được tặng 2 hạt lúa và đội ba lúa được tặng 5 hạt lúa. Chúc mừng đội ba lúa. Như vậy chúng ta sẽ tạm chia tay đội sầu riêng và chúc mừng đội ba lúa tiến thẳng vào vòng cuối cùng của chương trình Đường đua bồ lúa. Và bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với gương mặt đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, chị Lý Kim Tú. Bây giờ cái vòng thi này rất là quan trọng, cho nên chính vì vậy thần Nông tôi đã mời Kim Tú tới đây để cùng với hai vị thần hỗ trợ cho 3 thành viên của đội ba lúa nha. Vòng thi này mang tên vận chuyển sầu riêng. Vòng 3 vận chuyển trái cây. Trong 2 phút với sự hỗ trợ từ hai vị thần, đội sẽ hái trái cây, vận chuyển vượt chướng ngại vật, mang trái cây đổ lúa từ thần Nông. Đặc biệt trong vòng này, đội có cơ hội nhận về hạt lúa lọc thần với giá trị nhân đôi hạt lúa thường. 2 phút dành cho thử thách của đội ba lúa. Bắt đầu. Bà con ơi, vỗ tay đi. Chạy lên.
di chuyển lên cái đồi này. Đang lên dốc, đang lên dốc. Đó là dốc coi như là chỗ nào cũng có dốc hết nha. Vừa dốc nè. Rồi xuống dốc luôn. Em ơi, thuộc luôn đi. Thuộc luôn ra. Mấy cái cầu thuộc ơi, thuộc luôn. Rồi, đi ra. Đi ra. Nếu mà lướt xuống trúng vào đầu cũng vào mặt thì nó cũng đeo. Trời ơi, cái tủ kèo mà. Sẽ là xong thôi. Hai, ba, ôi. Trời ơi, trời ơi. Rồi, thêm. Hay quá. Sầu riêng rồi, hay cái rồi. Hò vô, leo đèo, hò vô, xuống dốc, hò vô, cứ tủ dốc. Bà này bà chơi cầu tủ. Rồi, nào, bây giờ tụi bay chuẩn bị xong thêm. Thêm một cái nữa. Rồi, tụi né, tụi né. Chơi hiện nay đã rất là sốt ấm. Thôi chỉ mà không có tụi quay chung nhà với tôi đi đâu. Mặt đèo cao, vô ta cứ nghe thì ta cũng đèo. Vô ta cứ nghe thì ta cũng đèo. Vô ta cứ nghe thì ta cũng đèo. Đèo cao, mặt đèo cao. Trời ơi trời. Đội ba lúa với sự hỗ trợ của các vị thần và Kim Tú đã mang về đây 5 quả sầu riêng. Chút nữa thằng Đông tôi sẽ mang ra chợ Đà Lạt bán. Nào, giơ lúa lên. Giơ lúa lên cao. Tôi đếm tới 3 là cùng lắc nha. 1, 2, 3, lắc. Lắc, 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 lắc. Ồ sao bé không lắc? Ồ sao bé không lắc? Ê, ngồi, 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 dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ồ sao bé không lắc? Đâu có gì đâu mà lắc. Đây nè, đây nè. Đâu có gì đâu mà lắc. Đâu có gì đâu mà lắc. Đây nè, thần thánh mạng cấp kỳ lắm nha. Đâu có gì đâu mà lắc. Rồi, bây giờ ở đây nè, mời Kim Tú kiểm tra coi có hàng lúa lòng thần không? Không có, lắc ơi. Không có, lắc ơi. Không có. Không có. Không có rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Ê, ê. Thôi bây giờ đưa đây. Có sao đây có? Lắc coi. Lắc. Ồ bé đang lắc. Tép con ra rồi. Mà lắc sao không có gì nữa. Có mà nghe, nghe, có nghe, có nghe. Mở ra. Mở ra. Coi. Chúc mừng hạt lúa lộc thần xuất hiện. Fan mắt 350cc diệt sâu tức khắc. Chúc mừng đội ba lúa trong phần thi này đã mang về tổng số lúa là 6 hạt lúa. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình Đường đua bồ lúa thì công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông đã mang đến cho chương trình 6 chiếc xe đạp để tặng cho các em học sinh hiếu học ở tại địa phương trực thuộc các trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Trung học cơ sở Nguyễn Du, Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Trường Trung học cơ sở Lam Sơn và hai trường Trung học phổ thông Tà Nung và Xuân Trường. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Kinh Luân, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và gương mặt đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, đó chính là người đẹp Kim Tú, trân trọng kính mời ông bà lên trao những chiếc xe đạp cho đại diện của các trường. Trân trọng kính mời. Hy vọng rằng là những chiếc xe đạp này sẽ giúp cho các em học sinh hiếu học ở tại địa phương sẽ là phương tiện đưa đón các em đi đến nơi về đến chốn và học thật giỏi. Và một lần nữa, thay mặt chương trình Đường đua bồ lúa cũng như là thay mặt các em học sinh ở tại các trường thuộc địa phương, trân trọng cảm ơn những tấm lòng của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Kinh Luân và cảm ơn người đẹp Kim Tú. Trân trọng cảm ơn. Kính thưa bà con, ngày hôm nay hai đội sầu riêng và ba lúa đã vượt qua những vòng thử thách rất là gây cấn và hồi hộp, đã mang về cho đội mình số lúa như sau. Đội sầu riêng đã mang về 6 hạt lúa tương đương 6 triệu đồng. Đội ba lúa đã xuất sắc mang về cho đội mình 14 hạt lúa tương đương với 14 triệu đồng. Và ngay bây giờ đây, trân trọng kính mời thần thời tiết và thần dịch hại trao kỷ niệm chương cho hai đội sầu riêng và ba lúa.
Và trân trọng kính mời gương mặt đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, chị Lý Kim Tú trao giải thưởng 6 triệu đồng cho đội sầu riêng. Nào bà con nông dân cùng nhau hăng hái gánh lúa về đây. Và giải nhất ngày hôm nay trị giá 14 triệu đồng, thần nông tươi sẽ được đại diện cho chương trình đường đua bồ lúa gửi tặng cho đội Ba Lúa. Đây đường đua bồ lúa mang lại niềm vui hạnh phúc cho bà con. Cùng nhau ta thi một lần nữa chúc mừng cả hai đội sầu riêng và đội Ba Lúa. Và không biết cảm nghĩ lúc này của đội sầu riêng như thế nào ạ? Cảm nghĩ rất là vui khi được về thành phố mộng mơ. Hôm nay chương trình rất là vui vì đã được gặp dân công nguyên trên này, vui quá. Xin cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Còn đội Ba Lúa ngày hôm nay chiến thắng như vậy không biết tâm trạng như thế nào? Đội Ba Lúa rất là vui. Cảm ơn công ty Phú Nông cùng với các ekip thực hiện chương trình đã tạo điều kiện, tạo sân chơi cho nông dân tôi được giao lưu học hỏi. Rồi, xin cảm ơn đội Ba Lúa. Tú ơi, trước khi chia tay thì Tú có điều gì muốn gửi gắm đến cho bà con và đặc biệt là hai đội chơi ngày hôm nay? Xin được thay mặt cho công ty Phú Nông, trước tiên xin được cảm ơn tất cả bà con nông dân đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Và công ty Phú Nông cũng rất vinh dự được trở thành đơn vị tài trợ để đồng hành cùng với chương trình Đường Đua Bồ Lúa, mang đến cho bà con nông dân của chúng ta trên khắp mọi miền Tổ quốc những sân chơi sau những giờ lao động vất vả. Và ngày hôm nay rất cảm ơn hai đội Sầu Riêng và Ba Lúa đã tham gia trò chơi một cách rất là nhiệt tình. Và công ty Phú Nông hy vọng rằng bà con nông dân sẽ thật là thoải mái khi xem chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Và đừng quên ủng hộ công ty Phú Nông bà con nhé. Cảm ơn chị Lý Kim Tú. Và không biết ông thần dịch hại hôm nay ông xuống đây, ông không có hại mà ông giúp rất nhiều. Vậy thì trước khi chia tay, trước khi về trời, ông có điều gì muốn nói với bà con không? Xin chào tất cả bà con. Trước khi thần dịch hại về trời, thần dịch hại sẽ tâu với Ngọc Hoàng là ở dưới này. Bà con chúng ta rất là dễ thương, rất là vui vẻ và nhiệt huyết. Và đặc biệt là cái chương trình game show Đường Đua Bồ Lúa đã giúp cho bà con chúng ta có những giây phút thật thoải mái và thật vui, đồng thời cũng đem lại những món quà vô cùng ý nghĩa. Và mong rằng Đường Đua Bồ Lúa sẽ mãi mãi là người bạn đồng hành với tất cả bà con nông dân chúng ta. Xin cảm ơn thần dịch hại, nghệ sĩ Bảo Trí. Và bây giờ chị thần thời tiết mưa xuống rồi kìa. Ủa? Mưa xuống kìa. Mọi người có thấy thần thời tiết không? Người ta nói kêu mưa gọi gió đúng giờ, đúng giấc, đúng thời khắc. Cần mưa là mưa, mà hết mưa là nó hết mưa. Tại vì hồi nãy giờ mình chơi xong rồi, hai đội thi đấu xong rồi, trời mưa lên nóng nực trong người lắm. Mưa phải lên cho nó mưa thuận gió hòa, cho nó mát mẻ. Điều đó để bà con hiểu rằng là Ngọc Hoàng ở trên trời cũng vậy nữa. Tất cả các vị thần đều rất hiểu được nỗi khổ cực của bà con nông dân. Nên bà con cứ yên tâm, cứ lo cày cấy, cứ lo mà gieo trồng và thu hoạch. Còn mọi chuyện khó cứ để các vị thần của ta đây và công ty Phú Nông gánh lấy hết. Quá tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho thần thời tiết, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu mến chương trình Đường Đua Bồ Lúa thì đừng bao giờ quên khung giờ phát sóng 19:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Đồng Tháp 1. Kính thưa quý vị, chương trình Đường Đua Bồ Lúa do công ty truyền thông Xfinity phối hợp với đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp thực hiện. Thay mặt chương trình Đường Đua Bồ Lúa, thần nông Quốc Thuận trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông với hai nhãn hàng Fanmac 350SC diệt sâu tức khắc và Robintop 325SC đặc trị lem lép hạt đã đồng hành cùng với chương trình Đường Đua Bồ Lúa. Còn bây giờ, thần nông và tất cả những người anh em xin chào tạm biệt và hẹn ngày gặp lại thành phố Đà Lạt mộng mơ. Ủa sao sao ông lại xuất hiện từ trong trái thanh long? Trốn trong trái thanh long, mà cầm trái thanh long, mà quay, mà đi vòng vòng, ta xỉn ra quả luôn. Ủa mà ai biểu cái thanh long của người ta, ông trốn vào trong này làm gì? Tại vì trong trái thanh long này nè, nó mát mẻ, hiểu không? Nó thanh lọc cơ thể của ta. Không mà trời nắng nôi quá, nằm ở trong này cảm giác nó thoải mái, nó êm ái, đã lắm. Ông điện cho Phú Nông liền cho tôi. Ông điện cho Phú Nông liền cho tôi. Tôi điện cho Phú Nông. Không. Được, bây giờ tôi sẽ lấy một cái chai Fanmac 350SC diệt sâu tức khắc, tôi xịt cho ông. Tôi xịt ông chết. Robintop, thuốc đặc trị lem lép hạt được bà con tin dùng trong nhiều năm qua. Robintop thế hệ mới ra sân với công thức cải tiến công nghệ siêu mịn, tăng cường thêm tính năng tối ưu phòng trừ lem lép hạt. Robintop bám dính tốt, thẩm thấu nhanh, phân tán đều, giúp lúa sạch bệnh, hạt lúa vàng sáng chắc hạt. Robintop giải pháp đột phá công nghệ Singapore hết lo lem lép. Phú Nông mang đến sự khác biệt.